Phần lớn những người yêu thích chụp ảnh phong cảnh hoặc kiến trúc cần chụp những bức ảnh toàn cảnh bằng những ống kính có tiêu cự siêu rộng trên hệ thống Fujifilm X-Series sẽ là tiêu cự từ 8 đến 16mm. Để có những tấm ảnh mang tính nghệ thuật cao, họ cũng thường phải chụp vào những khung giờ vàng, bình minh hoặc hoàng hôn để có ánh sáng đẹp, màu sắc rực rỡ nhằm tô điểm thêm vẻ đẹp của chủ thể chính cần chụp. Yêu cầu của họ về ống kính đầu tiên thường cần tới chất lượng hình ảnh tốt, tiếp đến sẽ cần tới khả năng chống chịu được mọi loại thời tiết khắc nghiệt, rồi nên là một ống kính zoom càng nhỏ nhẹ càng tốt vì họ thường sử dụng chân máy nên cũng không cần yêu cầu khẩu độ mở lớn. Hiện nay trên thị trường có 4 ống kính zoom góc siêu rộng có thể đáp ứng được toàn bộ hoặc đa phần những yêu cầu đó, gồm có 2 ống kính chính hãng là XF 8-16mm f2.8 RLM VDR có giá công bố tới 43 triệu đồng và XF 10-24mm f4 ROIS VDR đời 2 với giải tiêu cự hẹp hơn, nhỏ nhẹ hơn rất nhiều với chất lượng khá tốt nhưng có giá công bố khoảng 25 triệu. Song hành với đời 1 không có chống chịu thời tiết có giá thậm chí chỉ khoảng 16 triệu. Và hai chiếc ống kính của hai hãng lâu đời cũng đến từ Nhật Bản là Sigma 10-18mm f2.8 DCDN mới ra mắt hồi cuối năm 2023, cực kỳ nhỏ nhẹ, có giá 14 triệu rưỡi. Và chiếc Tamron ra mắt đầu năm 2023 có giá công bố khoảng 18 triệu đồng. Gần đây tôi đã có bài đánh giá về chiếc Fujinon XF 8-16mm f2.8 nhãn đỏ cao cấp nhất của Fujifilm. Có chất lượng tuyệt vời nhưng quá to, nặng, khó sử dụng filter với đầu ống kính lồi. Nói chung về các ống kính nhãn đỏ của Fujifilm đều cho chất lượng ảnh rất chi tiết từ mức độ tương phản vi tế, micro contrast rất cao mà các ống kính khác không dễ dàng có được nên thường được sử dụng bởi những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp với yêu cầu chất lượng ảnh cao nhất. Do đó ống kính này sẽ không nên so sánh với 3 đối thủ còn lại. Tôi cũng có bài đánh giá về chiếc XF 10-24mm đời 1 từ rất lâu và nó cũng gắn bó với tôi nhiều năm nay bởi kích thước khá nhỏ nhẹ với đường kính filter 72mm, chất lượng khá tốt với giá cả cũng phù hợp. Nói chung cũng không có gì để chê chiếc ống kính này trừ một điều duy nhất là khi chụp ngược sáng mạnh rất dễ có một bóng ma hình tròn màu tím ở giữa ảnh. Trong video này tôi sẽ cùng bạn mổ xẻ chiếc Tamron 11-20mm f2.8 DI35A RXD xem có những gì đáng giá để xem xét lựa chọn cho hợp với nhu cầu của mỗi người. Thường thì chế tạo các ống kính góc siêu rộng rất khó nên từng mm ở đầu tiêu cự rộng hơn là rất quan trọng và có ảnh hưởng tới hiệu ứng tiêu cự là rất lớn, đặc biệt là chủ đề phong cảnh và kiến trúc. Hình ảnh so sánh cho thấy tại tiêu cự 11mm góc nhìn hẹp hơn đáng kể so với 10mm và quá lớn so với 8mm. Khi hiệu ứng tiêu cự 8mm đẩy tháp của chùa ra xa và kéo 4 góc ảnh lại gần tạo kịch tính và lực hút mạnh ra trung tâm của ảnh. Đầu tiêu cự 20mm vẫn có thể được dùng để chụp ảnh đường phố, ảnh tư liệu hoặc chân dung góc rộng rất hiệu quả. Khẩu độ mở f2.8 toàn giải tiêu cự trên ống kính zoom góc siêu rộng giúp những người đam mê nhiếp ảnh thiên văn có những tấm ảnh đẹp về giải ngân hà. Khẩu độ lớn cũng cho phép chúng ta chụp đường phố ban đêm, chụp nội thất cầm tay hoặc bất kỳ chủ đề nào khác trong một môi trường ánh sáng yếu. Ống kính tích hợp hệ thống chuyển động lấy nét tự động nhanh có độ chính xác cao với bộ phận motor bước RXD và yên lặng cũng phù hợp để quay video. Khả năng chụp ảnh cận cảnh là rất tốt khi ở đầu rộng có thể tới gần chủ thể chỉ 15cm với tỷ lệ phóng đại 1/4 và ở đầu hẹp khoảng cách là 24cm với tỷ lệ phóng đại là gần 1/7. Khả năng này hơn hẳn XF 10-24mm nhưng thua Sigma 10-18mm với khoảng cách chỉ 11,6cm
và 19,1 cm. Bức tường Đại sứ quán Hàn Quốc là nơi đánh giá chất lượng hình ảnh bằng máy ảnh X-T2 đặt trên chân máy với ISO 200, và chúng ta xem xét ở tiêu cự đầu rộng và tiêu cự đầu hẹp với khẩu độ mở lớn nhất từ F2.8 tới nhỏ nhất là F16. Tại tiêu cự 11mm ở tâm với khẩu độ F2.8, ảnh khá nét với tương phản cũng khá tốt. Tại khẩu F4, chất lượng được cải thiện thêm một chút. Tại khẩu F5.6 dường như đạt chất lượng tốt nhất. Tại F8, chất lượng tốt vẫn được duy trì. Tại F11, chất lượng đã suy giảm. Và tại F16, tình hình nhiễu xạ đã gây nên sóp và chất lượng ảnh giảm mạnh. Ở rìa ảnh, với khẩu độ F2.8 tương đối sóp với chút viền tím và tình hình chuyển biến rất giống với ở tâm và tốt dần khi siết khẩu F4, tốt nhất tại F5.6 đến F8 và suy giảm dần khi siết khẩu từ F11 trở đi. Tại tiêu cự 20mm với khẩu độ F2.8, ảnh rất sắc nét và tương phản cực tốt, nhưng chỉ giữ được 90% chất lượng khi siết khẩu xuống F4 và duy trì tình trạng cho tới F8. Và từ F11, chất lượng tiếp tục suy giảm do bắt đầu nhiễu xạ. Ở rìa ảnh, chất lượng tốt ngay tại F2.8 đến F4 và bắt đầu suy giảm dần khi siết khẩu xuống F5.6 trở đi. Như vậy, ở đầu rộng thì ống kính cho khẩu độ ngọt từ F5.6 đến F8 khá giống với hầu hết các ống kính khác. Nhưng ở đầu hẹp thì khẩu độ ngọt lại nằm ở F2.8 đến F4 nên chúng ta cần lưu ý. Tamron 11-20mm là ống kính zoom ngoài sản xuất tại Trung Quốc, ngắn nhất ở tiêu cự 20mm với kích thước 86,5mm và đầu ống kính thò ra khi kéo dần về tiêu cự 11mm. Đường kính tối đa 73mm, ren lắp filter 67mm và trọng lượng là 335g. Như vậy cả kích thước cũng nhỏ gọn hơn và trọng lượng nhẹ hơn 50g so với Fujinon XF 10-24mm, nhưng to và nặng hơn 85g so với Sigma 10-18mm. Thân ống kính được làm bằng nhựa kỹ thuật polycarbonate, nhưng ngàm được làm bằng kim loại với gioăng cao su quanh ngàm ống kính giúp chống bụi và chống ẩm. Trên thân ống kính chỉ có hai vòng xoay gồm vòng zoom ở giữa, xoay có giảm chấn vừa phải với 5 chỉ số khẩu độ, và vòng lấy nét thủ công gần đầu ống kính xoay vô cực nhẹ hơn. Như vậy, thiết kế này giống với thiết kế của các ống kính Fujinon, nhưng ngược lại với chính ống kính Tamron 17-70mm mà tôi có bài đánh giá tuần trước, với vòng lấy nét ở giữa thân trong khi vòng zoom sát đầu ống kính. Ống kính không có vòng chỉnh khẩu độ trên thân sẽ là một thiệt thòi lớn cho các Fujier khi phải xoay khẩu bằng vòng lệnh nhỏ xíu trên thân máy ảnh. Theo cái nhìn của tôi, về độ nét và chất lượng ảnh bình quân của Tamron 11-20mm có thể nói là tương đương với XF 10-24mm, nhưng có những khác biệt sau đây cần cân nhắc. Điểm mạnh gồm có khẩu độ mở lớn hơn một stop, F2.8 là một lợi thế lớn khi chụp những chủ đề chuyển động trong môi trường thiếu sáng như thiên văn và đường phố ban đêm. Khả năng lấy nét gần hơn giúp tạo ra những bức ảnh cận cảnh ấn tượng hơn. Trang bị gioăng cao su chống bụi và ẩm tốt hơn so với XF 10-24mm đời 1. Điểm yếu gồm biên độ tiêu cự hẹp hơn, đặc biệt là ở đầu rộng so với XF 10-24mm. Không có hệ thống bù rung VC nên chụp cầm tay những chủ thể tĩnh trong điều kiện thiếu sáng, dù lợi hơn một stop ở khẩu độ nhưng thua tới 5 stop của hệ thống chống rung trên XF 10-24mm. Thân vỏ làm bằng nhựa polycarbonate không chắc chắn bằng vỏ hợp kim của Fujinon và đặc biệt là không có vòng chỉnh khẩu độ trên thân. Ống kính zoom ngoài nên không bảo vệ tốt bằng XF 10-24mm zoom trong. Với những điểm mạnh và điểm yếu tương đối cân bằng nhau như trên, theo tôi Tamron nếu định giá thị trường thấp hơn, tương đương với Fujinon XF 10-24mm đời 1 sẽ chiếm được thị phần tốt hơn. Cảm ơn đại diện Tamron tại Việt Nam là công ty Hoàng Quân đã gửi cho tôi mượn chiếc ống kính này để trải nghiệm và đánh giá.
Cảm ơn các bạn đã xem hết video và xin chào tạm biệt các bạn.